Hôm nay má mình sẽ làm món thịt thịt ba gọi nướng. Di tôm nướng, làm bì bún. Đó. Bây giờ là ướp thịt đây, làm nướng này. Ướp thịt có nguyên liệu gì má? Tỏi, ớt, bột ngọt, đường, muối. Thịt cho nó mềm mới làm má quá sữa mềm á thì sữa Tú ơi quên lấy về lấy hộp sữa bịch sữa rồi Tú về Tú dám lấy không có mặc âm không má thôi đang là quý tét lên á à đang người quý tét lên trên thịt á chứ ấy về vậy lấy sữa mà quên đây là nè tỏi là tỏi cu đơn này nha. Ăn gì hàng chi ốm phải rồi. Bịch sữa mà. Bịch chắc đủ rồi Tú ơi. Bịch sữa thôi. Sữa là không đường nữa Tú. Ngay chỗ ấy nãy mới về lấy mà có quên. Đó, nhờ thịt mềm hay gì là bạn phải bỏ miếng sữa nha bà. Sữa vô thịt nó mềm nó thơm. Đây băm này, mở ra. Ướp bao nhiêu phút ma? Ướp ở nửa tiếng thì thịt nó mới thơm, nó mới thấm chứ ướp ít đâu nữa thôi. Tên nửa tiếng được không? Nửa tiếng càng tốt. Thấm thịt vô trong thịt mới ngon. Đây. Hôm nay là má mình sẽ cho ăn tẩm bổ tiếp nữa các bạn. Này là 14 nha. Rồi bây giờ là ba vợ chồng sẽ hướng dẫn con dâu ướp thịt nữa. Đừng bỏ lộn đường nha mẹ. Rồi ba muỗng đường. Bao nhiêu đó là nhiêu ký thịt má? Ký mấy à? Wow. Rồi, chảo lên. Không bỏ sữa hả? Chưa, không có tay mấy con tay. Thấy đổ được rồi. Không có một cái trộn lên đây hả chứ không? Thôi đổ trộn lên á. Đổ trộn đều không? Đều. Không nữa. Rồi. Tôm nó kẹp thịt luôn. Tôm hồi cắt rau không? Để nướng rồi quý chứ đâu thấy ấy rồi cắt rau. Tôm còn sống thì nó kẹp thịt chứ sao mẹ. Cắn đi, bình thường cắn mà. Rồi hồi mình lấy nước đó cuối cùng là lấy đó mình ơ nướng tôm hả? Ướp tôm hả? Dạ. Thì mình nướng thịt xong rồi mình ướp nướng tôm hả? Để riêng rồi hả? Hồi chưa giờ tôm mà thấy cái món là nước miếng nó chảy rồi đó. Chảy sữa luôn. Chảy sữa. Chảy sữa chứ gì nữa là sữa chảy quá rồi. Quá chừng. Xong rồi đó. Này là xong rồi nửa tiếng nữa. Rồi bắt đầu với tôm bún bập nè. Giờ đặt rau đi. Nước nó dụng cụ bên đây đi. Rửa ra đi. Rửa bún luôn nghe Tú. Mày à. Cái lỗ nhỏ để giá. Đó gọi là giờ ăn đậu đó. Bún là phải rửa.
giá rổ luôn mà. À để riêng hả? Đó. Ở nhà có 6 người ăn à. Ăn nhẹ. Ăn nhẹ ha. Ăn nhẹ buổi sáng. Bây giờ siêu rồi bóp tú. Đã gan đậu. Từ từ. Bỏ miếng đường luôn. Có tâm. Thử coi cái siêu đồ biết. Thử coi siêu đồ biết coi nhớ công đoạn của mình làm hay không thôi. Đó. Không, lồ đạn chứ phải đâu. Hay là các bạn hãy cho nhỏ lửa nha. Mạnh quá đại na. Dạ. Này cái công kỳ công lắm. Ngồi nhịn lắm mới được không mà nó khét hết á. Đầu này nó kêu đậu xẻ nè, đậu nhỏ nhỏ không. Đậu xẻ ha. Con đậu to gọi là đậu gì? Đậu to. Cái này sao kia? Cái này kêu đậu xẻ rồi. Ơi nó bún. Ơi trời ơi nó bún. Đó, trong thời gian gỡ 20 phút sau là đậu nó đã thành vàng. Nóng không? Nóng sao không? Nóng vậy còn bóc được hay thì chứ. Đúng rồi. Ừ. Chiếm đuối rồi, xíu được. Bằng tay vàng, bằng tay bạc mà. Trời ơi. Siêu được biết tú mà phải dậy tới lên á. Đâm để văng ra không biết. Tôi để đường vô cho dễ ra. À, đó chưa? Đường không bột ngọt. Đường với bột ngọt. Đó, kế bên là cái thau thịt mình đã ướp rồi. Đây rồi. Để cho nó thấm. Siêu đồ biết tú bây giờ sẽ bỏ đường ngọt ngọt đâm cho nó không bị văng, không bay ra ngoài. Rồi trong thời gian làm xong cái này á, em để đây lên trước, mèo vô quá không còn gì hết rồi. Ai nuôi mèo hả Quý? Không biết mèo, mèo của ai qua. Con muốn cái đậy lại sao lại chứ để ấy rồi rồi á. À, Tú làm muối ớt. Ê quên, nước mắm. Nó lộn. Đó. Tú này chế biến nước mắm là cái món khác nha. Nước dừa vậy có nấu không mẹ? Tú có nấu lại không? Không hả? Nhà người á, nước dừa người ta nấu dưới thành nước mắm, thắng kẹo lại để tủ lạnh á. Mình ăn là người ta để tủ lạnh, ta ăn quanh năm suốt tháng luôn á. Dư nhiều hả uống không? Chết rồi. Cay quá rồi, cay rồi. Nó nói tôi đâm cay lắm, má để quá trời luôn. Vậy sao ổng, nãy ổng kêu tôi đâm cho. Ừ, cái đâm là không cay miếng nào luôn. Đây không ăn được. Vậy pha nước dừa vô, làm gan tô chà bá luôn. Sánh đặc kẹo, thơm phun phúc. Nước mắm bỏ chưa? Chưa. Từ từ đó, tay nó bỏ nước mắm. Vậy sao tại nó bỏ miếng nước nóng luôn nha, nước dừa tôi ấm, vậy đó cho nó mau tan. Vậy đừng có công đứng quậy. Ồ, có công cách bạn dữ nha. Rảnh làm gì? Đó. Rồi, giờ đổ nước mắm nha các bạn.
giờ cay là không còn sức để tưởng tượng để mà cay nữa. Hả? Ai ăn cay được cứ ăn. Chứ nãy giờ tôi nếm một miếng, giờ hai cái mỏ tôi mới giật bạc 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 rồi đó. Quá trớn rồi tôi ơi. Màu thì đẹp quá. Không có ghe. Mà tôi làm mất. Tôi không biết tại sao tôi làm mất cay. Cay lạnh lùng luôn á. Trời ơi. Tôi bảo đảm là cái tô đó là chỉ có những có Tú ăn được. Không lẽ làm đúng không? Mình Tú ăn. Chứ không còn ai mà ăn á. Quý nếm cái là mồ hôi, nước mũi rồi đấy là mồ hôi ra ướt cái đơn rồi nè. Nước mắm giờ là hết cay. Hay nữa, thánh nữa. Cũng còn độ cay lắm. Ừ. Cái đó là muối ấy phải pha ra thêm nữa, ngọt tô vậy nữa. Rồi cái đầu chuẩn bị bơi vô tắm. Đây nè. Rồi, ngon lắm nè. Cho các bạn coi tô nước mắm nè. Đó, đẹp không? Mà cay, ớt bao la. Ớt ớt thôi, người ta ớt nó cay, không phải tại tôi. Nó người miền Tây hào sảng lắm, nhiều cho nhiều á. Làm những công việc phụ trước đi. Công việc chính là nướng mình để sao? Trong khi rồi đại thật phải ăn đậu luôn. Ờ. Rồi, nó đẹp không à? Giờ chê xấu. Tại cái đậu nó bị hư. Ừ, cái gì nó cũng được đổ thừa hết rồi, hai con luôn la ra xuất hiện. Hai ba luôn mới ghê á. Không có cái lỗ khít này nó khít quá. Chị gì hẹp, chị hẹp. Đậu này làm kéo kéo ngon không? Chị biết làm không? Biết chứ. Chữ vàng. Mà kéo cực quá à. Em chữ kéo luôn. Đó má biết làm hả? Ừ. Đó má làm á, hồi nhỏ mới làm á. Cái bé hồi nhỏ thèm gì đó, đó kêu mình mua cái này để bà làm cho ăn nhà đó, vừa đường thùng vừa đâu á. Ừ. Đó kéo đường thùng phải kéo đường mình. Nó vàng, mới lên nó hơi sáng sáng, nâu vậy mà nhà chứ không có được trắng hung nữa. Đó tê ấy đâu. Làm đường thùng sao trắng. Ừ. Vậy đó mà đó má nói thèm cái má làm cho ăn. Đó, vậy bây giờ Tú sẽ nhúng than lên để nướng thịt. Cháy hết chưa? Đó, hái xong rồi, hái mít xuống ăn là xét luôn Tú ơi. Ừ, hái xong rồi muốn ăn là xét hả? Sao ăn rồi, hái xuống mít chín liền rồi. Mình để chín cây ăn được đó Tú. Mà biết chừng nào chín cây cho ăn đi. Hổng nó chín rồi đó, thăm quầy, giờ hết chín luôn rồi. Mình bị sượng rồi phải không, nín rồi phải không? Đó, giờ mình nướng nguyên cái thau này. Thau tôm chưa ướp hả? Tôm nó nướng sạch tôm ướp. Lửa đã, than đã hùng ngục. À, có than. Ừ. Giờ mình đó. Để thịt ra. Ôi, rồi. Nhức nách. Nữa. Cái câu nhức nách của cô Hai Như mà nó như tới giờ cũng còn. Như là nách giật bạc bạc. Còn đó là nách bị nhớt. Ăn này nấp nhất đó các bạn. Đừng có ăn, để tôi ăn thôi, tôi chịu nhất. Tôi chịu nhất. Rồi, gắp ra chưa Tú? Wow, đã được cái miếng đầu tiên rồi đó các bạn. Trong thời gian chờ đợi 20 phút sau mình sẽ được một miếng rồi. Mà được hửi không à, chứ không được ăn, chưa được sử dụng tới, chưa được biết Tú đang chuẩn bị nướng thịt. Có khác không? Nó siêu là biết mà nướng khác thì đại ai biết được, lâu lâu cũng dở cái quạch chứ. Cái lưỡi vàng hả? Cái phỏng lưỡi thế đây. Cái lưỡi không có lưỡi vàng.
Thôi để đây đi, quý vô nhà quý tôm ra. Tôm ra kìa, tôm ngủ. Trời đất ơi, để quý vô lấy tôm kìa. Trời ơi, nè thấy không, trễ sữa rồi phải, có vú nè. Ướp luôn rồi. Vậy cho đây mình nướng thôi. Rồi bây giờ Tú sẽ nướng tôm. Còn sống không Tú? Ướp rồi còn sống. Tú sẽ nướng tôm. Đúng rồi. Đó, bây giờ Tú sẽ đem tôm lên. Đặt lên nha. Wow. Đó, tôm như là thấy lửa là nó đỏ rồi đó các bạn. Nóng quá. Con này chưa thôi. Tú sắp hết tôm lên đi rồi Tú hãy về. Nó không có nóng hùng. Còn Tú mà để vậy nó có hơi nó bay lên nó không phỏng tay á. Chờ đợi. Chờ đợi là hạnh phúc mà. Mà đâu biết ăn tôm. Kẹp mà lên đây luôn. Đây, đi ra. Đi ra nè. Kẹp mặt thật giống kêu đó. Đó, Kỳ phụ mẹ Tú quạt tôm nè. Rồi, giờ Tú sẽ gấp tôm lên. Chín hết hả Tú? Cho tươi. Tôm hồ lột hả má? Để nguyên dạng luôn hả? Ai biết đâu, tưởng Tú ăn canxi luôn á. Ăn cho có nhiều canxi. Rồi, bảo đảm răm răm cái mít này chết. Cái nóng hả? Nè. Nóng quá hả? Wow. Thơm chưa gì? Nghe không? Thơm quá xa quá xa. Rồi bây giờ Tú sẽ đem đi nhà. Tú rồi lấy bún bào luôn đi tốt. Tú bào dưa leo rồi kia làm tôm ngon. Siêu đầu bếp làm có khác ha. Miếng nào ra miếng đó ha. Miếng nào ra miếng đó, miếng nào ra miếng đấy. Để vậy nguyên miếng ăn luôn hả Tú? Nguyên trái nó còn cạp được, cũng huống chi như đó. Làm nhanh lên Tú, siêu được biết mà. Vừa nói tới bà chồng vừa nói xong cái bập. Xong phim. Giờ má sẽ soạn tô. Rau nhiều ăn tốt Tú. Những trường mình sẽ đi bộ đi ha. Ừ. Làm rửa tay sạch rồi chứ không phải ấy đâu. Đó. Như thường nói làm sao là trước khi vô lại rửa tay sạch rồi. Rửa bằng lai bôi rồi trộn để cho nó sạch thật. Tú trộn này lên đi. Bóp đi. Bóp lên rồi bỏ ra ba tôm này nè, nó bún lên nó mới chắc thịt hơn. Quý ăn bún ít nha. Thịt nhiều.
Thịt nhiều. Bỏ uống giờ. Gấp đi, rửa gấp đi. Tay sạch bóc luôn đi. Tay rửa xù bông lấy bôi rồi, sợ gì nữa. Trời ơi Tú ơi, Tú xếp gì mỏng dữ vậy Tú? Thịt nhóc mà Tú. Có, thì răng lúc này yếu rồi. Trời ơi. Răng liêm Hiệp Quốc gì coi như không nha. Với chú ai làm á? Má làm à. Tú cũng làm chứ ai, Tú sắc má làm. Khéo tay giữ ta. Người được con miếng gì hả Tú? Còn tôm nữa anh chị. Ừ. Mấy tôm nữa anh chị. Ta sẽ thắt thêm. Mà thắc mắc mới hỏi chứ. Tô quá trời luôn mà cho lần con miếng thịt à. Vậy phong bì à. Ừ. Rồi ăn không ăn tôm bỏ vô tôi nói là hết đâu. Tại quý đó dậy với nhiều lắm mà. Nhiều ấy à. Nói thử coi Tú nó làm sao á. Tú hào sảng đó. À. Thử thật lòng không? E dè làm thiệt. Nhàn nữa bà. Đứng này ơi. Gì vậy con? Bà chạy ra đứng rồi tắt rồi. Chặn nước lại đi. Đây là cái khúc quan trọng nè. Khúc này là khúc quan trọng nè. Còn nóng hả? Ừ. Không quen cũng phỏng chết hả? Ừ. Tay vàng chứ cũng phỏng hả? Ừ. Người đựng con nữa má. Đựng con. Rồi. Chị yên tâm không? Chị yên tâm con. Con ăn hả? Ôi giặt nè. Giặt nè. Để qua quý bể qua bên đấy không con mầm vô rồi nó rồi nó ra đậu luôn hả? Ra đậu lên luôn nó thiệt tình quá nè. À. Đây là tôm sản phẩm này là cái này là con dâu tôi làm 14 đây xong sản phẩm rồi. Mời các bạn dùng. Mời các bạn dùng. À là gia đình dùng trước. Các bạn thấy dùng hay sao? Ăn không? Có bún nè. Qua lại đây nè. Lại đây nổi trang. Đây là con. Ngon gì? Đúng không? Ăn nào? Con ăn tôm đi. Chị con ăn thịt đi. Nãy ăn rồi hai miếng. Ngồi kế thì ngồi có mọi người chụp cái răng thỏa với chị gấp lắm nha. Ngồi ngay vô hỏi thấy 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 cay không á? Rồi hả? Trời ơi nãy nó đây mồ hôi mép mồ hôi kia ra màu màu luôn má. Ít không có cay không đâu. Nãy hai đứa thử nghe muốn chết luôn á. Cay quá. Chua này ngon, tú cay nữa, chua này chua nữa, ấm. Chua cay cay. Ừ.
không? Đó, tôi giờ tôi trang thêm nước mắm nữa. Chưa có mùi vị gì hết. Nóng ngon hả? Tú làm phải khen chứ, trời ơi, siêu đôi bếp mà. Lưỡi vàng bằng tay vàng mà. Chứ đâu còn gì nữa. Ngày nay má ở nhà bánh hai cho ăn cơm này luôn hả má? Uống đi, giảm cân. Ừ. Tô chịu tô. Thôi. Để sáng ăn tôm chiều ăn tôm là giảm cân hả? Rồi. Cách giảm cân tốt nhất là sáng ăn tôm chiều ăn tôm nha các bạn. Ăn xong rồi bán nhà luôn á. Tôm đâu cho ăn. Má nói kêu ăn bún á. Như ấy thôi, bún với rau thôi là giảm cân. Thì nói sáng tô chịu tôm mà. Thì nghe nói sáng tôm chịu tôm. Cũng để nó ăn cho ăn đi. Xong rồi ăn lên. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào clip sau nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye, kỳ, bye bye.